Sáng nay, nhân ngày thế giới tôn vinh người hiến máu ngày 14 tháng 6, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các câu lạc bộ máu nóng tại thành phố và tuyên dương người hiến máu tiêu biểu năm 2021. Đây là dịp để tri ân những nghĩa cử cao đẹp của những người tình nguyện hiến máu, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái trong cộng đồng xã hội. Tại thành phố Đà Nẵng, năm 2020, toàn thành phố đã tổ chức 108 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 33.800 người đăng ký tham gia, tiếp nhận được gần 29.000 đơn vị máu, đạt 115% kế hoạch năm. Đóng góp vào kết quả chung của phong trào hiến máu tình nguyện là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc tham gia hiến máu nhiều lần, trong đó có những người đã hiến máu từ 50, 60 lần trở lên, những người hiến nhóm máu hiếm Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các tình nguyện viên vẫn sẵn sàng tham gia hiến máu tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong các đợt phát động và trong các trường hợp đột xuất, qua đó góp phần đảm bảo nguồn máu dự trữ phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.